Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và trong cái video này thì Khải sẽ soi đồ hai ạc cực kỳ khủng cho anh em xem. Tại vì sao khủng thì anh em có thể xem video ngay bây giờ. Và bây giờ thì Khải sẽ soi ạc đầu tiên của anh ta, Anna Tada, ạc Võ Đang. Có vẻ nói đó là một ạc Võ Đang No 1 server nha mọi người. Hôm trước thì anh em có soi, Khải có soi một lần cho anh em xem. Thì lúc đó thì Anna đang sở hữu cho mình một set đỉnh quốc, kèm với những món đồ thì tương đối khoảng gần 50 triệu. Và ở hôm nay thì Anna đang sở hữu cho mình một set đồng bang. Anh em cùng xem sơ qua. Đây, Khải sẽ cho anh em xem set đồng bang. Thì tại sao No 1 thì anh em cùng xem đây. Một set đồng bang. Đây là ạc Võ Đang quyền top 1 server nha mọi người. Hiện tại là đang top 1 server với đẳng cấp 127. Top 1 Võ Đang. Một set đồng bang, giá truyền 20. Như anh em cũng đã biết thì những cái set đăng bang ở những cái lần đầu tiên đấu server, đấu để mà mở ra một set đăng bang hả? Hồi đó thì đa số là tầm trung thôi. Server có khoảng 2 set chung, nhưng mà anh ta đã sưu tầm đâu đó mở được cho mình một set match up hoàn toàn như năm 20, 30, 30, 30. Hoặc Võ Đang nhìn vào set đăng bang thì gọi là quá đẹp trai rồi anh em. Như Khải tìm hiểu thì hồi trước một set tầm trung á, nó nằm khoảng tầm 30 triệu rồi. Còn này set mát nha mọi người. Set này mát thì Khải nghĩ tương đối và ít nhất phải hơn 40 triệu nè. Ít nhất set này phải hơn 40 triệu. Cho đến thì thời hiện tại bây giờ thì set này gọi là No 1 rồi nè. Đó. Hiện tại server là như thế này là quá đẹp rồi. Set này về 40 triệu ấy. Rồi. Chúng ta tiếp đến con ngựa. Đây là cái vật phẩm thứ hai Khải muốn nói cho anh em biết. Một con thối phiến Tây vực bạch kim. Con bông tiêu cộng 7 kháng tất cả. Con ngựa này ở video trước Khải có soi anh em thì ảnh đã ép lên kháng tất cả 7 này thì hơn 35 triệu rồi. Tại vì cái con này lúc đầu ảnh đua top được 120 đầu tiên server anh em. Đẳng cấp 120 đầu tiên server thì con ngựa này thì AD đã thu lại 15 triệu. Nhưng mà ảnh không bán, ảnh đỡ lại ảnh ép. Thì ép thêm mất thêm mười mấy triệu nữa thì có thể lên được con kháng tất cả 7 này. Và Khải có hỏi thì con này ảnh ép hơn 30 nè, hơn 30 triệu. Đó. Tính ra không? Mới có xe đăng bàn này. Đó, sàn xe hoàng mắt ọp với ngựa thì hai cái này không đã hơn 70 củ rồi. Hơn 70 củ rồi. Giờ bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cây vũ khí. Một cây vũ khí lôi sát nội công 197. Cái này thì Khải cũng đã soi anh em ở video trước rồi. Cái này anh mua là như là 5 triệu hơn thì Khải cho 5 triệu thôi anh em. 5-6 triệu đó nhưng mà Khải không rõ, nhưng mà Khải cứ tính những cái đoạn nhẹ nhẹ cho anh em dễ hiểu, 5 triệu thôi. Thì đó, cây vũ khí là 5 triệu lôi sát nội công 197. Cũng là cây No 1 server luôn. Chưa có cái nào hơn cái này nha mọi người. Và tiếp tục chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những cái trang bị xấu dòng của anh ta. Một cái nón, trời ơi quá đẹp luôn. 25 phòng thủ 520. Cái nón này thì ở server Khải thì những cái nón này nó nằm giá khoảng hơn 3 đến 4 triệu nha mọi người. 3 đến 4 triệu ấy. Còn ảnh mua bao nhiêu thì Khải không rõ. Quá đẹp. Một cái nón 25 phòng thủ 520, sinh lực lực. Một tay kháng lôi 30. Bao tay này thì ở server thì cũng được giá khoảng 5 kim trở đi. Là khoảng cái bao tay này thì nếu mà mua mắc lắm là khoảng 400.000. Còn mắc lắm là khoảng 400.000. Đai lưng này thì quá đẹp. Làm chậm 40. Trường hót sát thương 15% và sinh lực 127. Võ Đang cần làm chậm cũng như cái dòng trường hót quá đẹp rồi anh em ơi. Mắt pin của cái đai lưng họ làm chậm 40 rồi. Cái đai này thì Khải không biết mua bao nhiêu nhưng mà cũng dạng hàng độc quá nè. Đai này ảnh sang bót ra cũng dạng hàng độc ấy. Tiếp tục một cái áo kháng hỏa 20, phục hồi 40, sinh lực 54 và kháng hỏa 20 và chón 20. Áo này thì xanh bot ra thì Khả thái cũng khá là nhiều ở server. Cũng không có đắt giá cho lắm. Tại vì hướng chón chỉ có 20 thôi. Tiếp đến là một cái đôi giày tóc 29, kháng hỏa 23, sinh lực 138, kháng hỏa 23, sinh lực 138 và chón 20, sinh khí 14. Thì tính ra là ạc này thì đang sở hữu với mình là theo Khả thấy thì trên set đồ này thì đang sở hữu với mình khoảng 40 chón. Tại vì đồ nó thiệt anh em ở server này tìm những cái món đồ mắt pin 40 á rất là hiếm, rất là khó nè. Nhưng như thứ này là gọi là ok rồi đó. 40 chón và đang có cho mình 65 chậm. Thì nếu mà anh mua được cái nón 2540 nữa thì đẹp anh em. 2540 nữa thì đạt 80 chậm là thì nó sẽ ok hơn. Thì nó sẽ ok hơn. Đó. 60 chậm và 40 chó. Nói chung là nói thiệt anh em nhiều anh em bảo sao sắm đồ VIP như thế này, cũng như thế này mà sao không sắm được những cái món trón 40 và áo trón 40. Hiện tại server rất hiếm nè, chứ không phải là anh không mua. Ông này cũng phải là một đại gia khét tiếng của cùng mấy chủ đại gia Sơn này nè, không biết đâu nè. Trả đai này dành cho Võ Đang quá chất lượng rồi. Rồi hiện tại thì nhìn sơ qua thì ạc này đang có cho mình 3 kỹ năng vốn có nè, phi phong 1 cấp này và cái càng khôn trên đầu. Anh em thấy màu trên này không? 2 cấp là được 3 cấp. Vạc này đang thiên hạ vô sông là dạng như ạc sở hữu đặt ạc top 1 đầu tiên server nè, thiên hạ vô sông luôn. Rồi, nói chung thì cái set đồ này Khải cũng show nhẹ cho anh em biết là đơn giản như vậy thôi. Nhìn sơ sơ thì cũng gần khoảng hơn 80 triệu cả set này nè. Hơn khoảng 80 triệu. Đó. Mắc nhất là vẫn là một set đồng bàn mắt ộp nè, set đồng bàn mắt pin. Anh sưu tầm đâu ra, anh dạng anh sang bất đại nè. Rồi anh mua ở đâu đó thì cứ anh gom lẻ là anh đủ set. Chứ anh này anh không có mua nguyên set như những cái đại gia kia. Những đại gia kia thì như hồi tháng thứ 2 server thì đấu giá một set thì Khải cũng cho anh em xem rồi, set kháng cả 15 thôi mà anh đấu giá đến 32 triệu một set đó nè. Còn set này thì báo đám phải hơn rồi, tại vì hoàn toàn mát mà. Đó, sưu tầm quá hay. Ngựa này quá đẹp rồi. Nói chung là set đồ này quá đẹp rồi nè. Sinh khí 14 nữa chứ. Sinh khí 2. Một tay đại lưng. Rồi, nói chung thì anh em xem đừng quên ủng hộ cho Võ Đang, Anna Tada một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ video Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Và giờ Khải sẽ tiếp tục so những bình dưới của anh ta cho anh em xem.